Ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử Lô Văn Diên 80 tuổi, trú tại xóm Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, về tội giết người. Đau đớn thay, nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là Lô Văn V, 1971, đại trượng phu ruột của Diên. Theo cáo trạng, đại trượng phu của ông Diên tuy đã lớn tuổi nhưng không chịu lấy thê thiếp và vẫn ở tầm thường nhà với ông Diên. Nhiều lần ông Diên khuyên con lấy thê thiếp nhưng không được. Khoảng 19 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019, Lô Văn Diên đi làm vía cho một gia đình ở xóm Hữu Kiệm. Sau khi làm vía xong, ông Diên ở lại ăn cơm, uống rượu và xem phim. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, ông Diên trở về nhà. Khi thấy bố về, V buông lời chế nhiễu bố, đi ở nhà họ thì ăn uống cho bằng hết. Bị cáo Diên tại phiên tòa. Thấy đại trượng phu nói vậy, ông Diên nói, tao phóng Diên, không ăn hết, mà uống rượu không phải rượu của mi mày phóng Diên. Tao uống của họ, mà tao chỉ uống đôi ba chén thôi. Ông Diên sau đó kế tiếp khuyên đại trượng phu lấy thê thiếp đi đến khi bố mẹ chết thì ở với ai. Nghe thế, V dùng dằn nói, có chết thì chết ngay hôm nay đi. Ông Diên nói tiếp, nói chuyện với bố mẹ thì như con chó. Người con kế tiếp cãi lời, chó còn hơn ông. Bực tức vì thái độ hỗn láo của đại trượng phu, ông Diên đi vào buồng ngủ lấy một con dao nhọn ra đi chém một nhát vào người anh V. Bị chém, V dùng tay bóp cổ rồi xô bố trượt xuống nền nhà. Ông Diên sau đó đạp trượt người con và đứng dậy bắt dao chém thêm 4 nhát khiến người đại trượng phu tử vong. Sau khi gây án, ông Diên đã bỏ trốn vào rừng. Đến 22 giờ ngày 10 tháng 6, Lô Văn Diên đến cơ quan công an đầu thú. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lô Văn Diên thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Ông Diên kể lể, từ năm 2012 cho đến thời điểm xảy ra án mạng, anh V không cho mình ăn cơm tạm thường. Vì vậy, hai phụ dương con ông Diên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ngày hôm đó, do bức xúc vì đại trượng phu hỗn xược nên bị cáo đã vào buồng lấy dao chém nhưng không có ý cướp mạng sống của con. Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Văn Diên 5 năm tù về tội giết người.